Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay công ty của Khanh lại về một chiếc xe Terra 100 có tải trọng là 990 kg, sử dụng động cơ Mitsubishi. Xe rất là đẹp. Xe sử dụng động cơ Mitsubishi, máy 1.3. Anh em nào đang có nhu cầu lấy con xe tải nhỏ dưới 1 tấn thì hãy alo cho Khanh. Khanh sẽ tư vấn cho anh em những dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn có những cái giá tiền và cũng như là những cái chất lượng khác nhau. Thì cái hôm nay Khanh sẽ làm chi tiết về cái con xe Terra 100 này. Đó, con này thì hiện tại giá trên thị trường nó, nếu mà tính lăn bánh luôn ấy, thì nó tùy vào thời điểm nha anh em. Nhưng mà Khanh tính thời điểm hiện tại thì nó tầm khoảng tầm 240 triệu là giá lăn bánh nha. Xe thùng bạc 240 triệu giá lăn bánh. Đó, xe rất là đẹp. Anh em nào mua trả góp thì đưa trước cho bên Khanh tầm khoảng 50 đến 60 triệu tùy theo cái nguồn thu của anh em nữa. Đó là chuẩn bị cho Khanh 50 đến 60, trong cái khoản đó là Khanh hỗ trợ vay phần còn lại cho anh em nha. Xe mặt trước ga lăng được làm mạ chrome rất là sáng, nhìn xe mình rất là đẹp. Đèn là đèn halogen, rất là sáng, cực kỳ sáng luôn. Màu con xe Terra 100 này nó sẽ chủ yếu là có 3 màu nha anh em. Màu trắng, màu xanh như thế này và còn một màu xanh rêu nữa. Đó, nó sẽ có 3 màu tùy anh em lựa chọn. Xe thì nó xài cơ lốp là 175/70R14 nha anh em. Đó, đây là cái tem Terra 100. Xe mới về luôn. Anh em nào mà đang có nhu cầu lấy xe á, thì cứ alo cho Khanh số điện thoại trên màn hình hoặc là có thể kết bạn Zalo, nhắn tin cho Khanh. Khanh sẽ tư vấn thủ tục mua xe cũng như là cái số tiền trả trước và cái lãi suất của ngân hàng cho anh em luôn. Xe trang bị là kính chỉnh điện. Xe cũng có sẵn máy lạnh luôn. Để chút nữa Khanh sẽ dỡ cái động cơ Mitsubishi lên cho anh em xem. Đây Khanh sẽ dỡ cái phần động cơ lên cho anh em xem sao nha. Bây giờ cho anh em coi cái ghế trước. Cái ghế làm rất là dày nha. Ghế này là ghế nỉ, hai chỗ ngồi. Làm rất là dày, ngồi rất là êm. Xe đây mới về, chưa kịp vệ sinh nên là xe nó hơi dơ, anh em thông cảm. Vô lăng là anh em nhìn vô lăng bốn chấu. Được, ở chính giữa hiện có cái thương hiệu của Dehan, là nhà máy của Terra đó anh em. Và cái mặt đồng hồ thì anh em nhìn đây. Xe có máy lạnh sẵn luôn nha. Máy lạnh đại PM giá cắm 3.5. Bây giờ anh em chờ xí đi. Anh một mình Khanh quay một tay nó khó mở cái ghế lên. Để Khanh mở cái ghế lên cho anh em coi. Nhiều anh em nói con này không phải máy Mitsubishi. Thì giờ Khanh sẽ mở lên. Mở cái động cơ lên. Chỉ cho anh em máy Mitsubishi luôn nha. Rồi. Anh em nhìn đây. Anh em thấy cái chữ không? Mitsubishi. Đó. Engine lock máy luôn nha. 4 máy luôn. Là máy động cơ là Mitsubishi, 4 máy. Máy 1.3. Đó. Anh em thấy tin chưa? Máy Mitsubishi rõ ràng nha. Rồi bây giờ sẽ qua phần thùng xe. Con này là thùng bụi bạc, là đóng từ chassis luôn nha. Nhiều con xe tải nhỏ nó đóng từ thùng lửng, nhưng riêng con này thì đóng từ chassis luôn. Như cái kiểu thùng này thì nó rất là chắc chắn, chắc hơn là các kiểu thùng xe tải nhỏ khác là đóng từ thùng lửng nha. Đó, này đóng từ chassis đóng lên tới kèo bạc luôn. Con này thùng dài là 2m8, bề ngang của nó là 1m6, chiều cao là 1m6 nha anh em, xin lỗi nha. Bề dài là 2m8 này, chiều cao là 1m6, chiều cao là màu gồng 1m6, 1m450. Đây, bên trong là thùng như thế này. Thì đây là con này là thùng bạc, sàn anh em sàn con này là sàn dập sóng nha. Giờ thùng con này là thùng dập sóng thì cái chất liệu dập sóng thì nó sẽ chắc hơn cái loại phẳng. Vách ngồi là inox. Con này thì nó chỉ có một vách thôi. Đó, một vách đóng inox như thế này. Anh em nào có nhu cầu muốn lấy thêm một vách nữa thì Khanh sẽ đóng cho anh em thêm một vách nữa. Đây Khanh sẽ quay hệ thống khung gầm phía dưới cho anh em xem. Con này xài lớp đồng lớp nên là nó chỉ có một lớp sơ cua thôi nha. Đó, xe rất là đẹp, khung gầm rất là sạch sẽ, cao ráo. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Khanh số điện thoại trên màn hình hoặc là có thể kết bạn Zalo, nhắn tin cho Khanh cũng được.
Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh.